Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành AFK và bản cập nhật mới đã đến sớm trên server chính thức rồi các bạn. Rồi, và với lần cập nhật này, như mình đã giới thiệu ở video lần trước trên server test, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có giao diện mùa xuân. Chúng ta sẽ có giao diện mùa xuân cùng với phần thưởng các bạn, 1.500 kim cương. Rồi, cùng với đó là sự xuất hiện của hai vị tướng mới ha. Betgu và Raku. Tuy nhiên hai vị tướng này chính thức ra mắt sẽ là vào ngày mai các bạn. Chúng ta sẽ có sự kiện là dùng miễn phí cho vòng 3 ngày cộng với là đấu trường thử nghiệm nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ test sơ qua bộ kỹ năng. Test sơ qua bộ kỹ năng cùng với hình ảnh skill tướng thôi các bạn. Rồi, và một phần rất đáng mong chờ đó là các bạn hãy vào phần nhiệm vụ ha. Hoàn thành chương 8 chúng ta sẽ nhận được một cái rương. Đó, rương thưởng các bạn nhận. Hoàn thành chương 30 chúng ta sẽ có một viên đá T3. Chương 31 T3. 32 T3. 33 T3. Rồi, 34 lại T3 và tiếp tục 35 sẽ có một T3 nữa các bạn. Như vậy là chúng ta đã có động lực để leo map rồi các bạn. 35 chúng ta sẽ có thêm một viên T3. Rồi, em sâu đá T3 cho các bạn coi. Đây là đá T3 nha các bạn. Rồi, sử dụng đá T3. Ví dụ ở đây tăng cường đó, ở đây là một này các bạn, tăng cường thuộc tính đá T3 lên, các bạn thấy không, tăng rất nhiều, 226.000 Lucretia cộng lên tới cộng thêm Lucretia thuộc tính độc quyền là công 4.1%, độ chỉ mạng 1 ABR 1.5, rất mạnh các bạn. Tuy nhiên trước khi lên vị tướng nào thì các bạn cần phải suy xét cẩn thận nha. Tại vì số lượng đá T3 rất là hạn chế nha các bạn. Phép thuật tất nhiên là sẽ lên Ensama rồi các bạn. Không còn ngần ngại gì mà sẽ lên Ensama. Rồi, chúng ta có một quyển sách ha. Thần thoại T3 cộng rất nhiều chỉ số các bạn. Cộng rất nhiều chỉ số. Rồi, nhân tiện đây thì Lucretia lên T3 luôn các bạn. Thứ nhất đây là một vị tướng rất cần thì các bạn đi bốt mực sinh lực công đoàn chí mạng và né lên luôn các bạn, vì mực mùa bốt mực top của bay thì sinh lên Lucretia T3. Rồi, ngoài việc là chúng ta vượt map sẽ được thưởng nhiệm vụ thì chúng ta phải mua T3 trong cửa hàng ban hội ha. Tuy nhiên một tháng nó chỉ bán có 2 viên T3 thôi các bạn. Một tháng chỉ có 2 viên. Do đó thì các bạn cũng không cần phải reset đâu. Tối đa thì trong tháng cũng chỉ có 2 viên thôi. Nên nếu mà trong một tháng không có 2 viên thì chúng ta có thể reset lại. Nó có cài lại trong vòng 29 ngày này các bạn thấy không? Nếu mà tới gần tới ngày hết hạn mà không có viên T3 nào thì các bạn có thể lựa chọn reset shop. Còn nếu không thì chưa thật sự cần thiết thì các bạn không nên reset ha. Rồi, còn một sự kiện nữa đó là tiểu bot mật. Thì sự kiện tiểu bot mật này ngày mai mới bắt đầu đăng ký nha các bạn. Hôm nay thì chưa. Và sau khi lên vài món T3 thì mình sẽ test cầm Lucretia
Lucretia đi test các bạn. Để trồng Lucretia với hai món tới ba. Rồi, bình thường mà đi ải này rất cực. Và lên tơ ba xong thì vẫn chết như thường các bạn. Lên tơ ba xong thì vẫn chết như thường. Lên 24 tơ 3 thì nó cộng cho Lucretia rất là nhiều chỉ số luôn các bạn. Wow. Quạt rất lực luôn. Rồi, Lucretia cầm nguyên bộ tơ 3. Nhưng có vẻ cũng để xem khi chúng ta up Lucretia full bộ T3 thì đi boss mực thì sẽ gây đam được tầm nào các bạn. Có thể gây đam lên nhiều hơn hay không. Rồi, bộ T3 nó tăng chỉ số rất là nhiều. Đây các bạn, bộ T3 tăng chỉ số rất là nhiều ha. Trang bị này là trang bị độc quyền cho tướng luôn các bạn. Khi các bạn nâng lên nào thì nó thành độc quyền của vị tướng đó luôn rồi. Và cái chúng ta nâng cấp 5 sao thì nó cũng loại bỏ luôn các bạn. Rất đẹp. Rồi, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.